Em xin chào quý vị anh chị nha. Hôm nay mình bán số cái đài công tâm nha anh chị. Ngày 19 tháng 3 năm 2023 nha anh chị. Đó, số 25 nè. Đó. Số 34 nè. Số 71 nè. Số 88 nè. Số 43 nè. Số 41 nè. Số 99 nè. Số 60 nè. Số 62 nè. Số 16 nè. Số 12 nè. Đó. Đây còn có một tài 12 nha anh chị. Số 05 nè. Số 12 nè. Số 14 nè. Số 10, số 79 nè. Số 97 nè. Đó. Thường thường mình mua số là mình mua số bồ lô là mua đi ngược lại nha anh chị. Số 41 nè. Số 43 nè. Số 88 nè. Số 71 nè. Số 34 nè. Số 25 nè. Số 07 nè. Số 03 này. Số 56 này. Số 95 này. Số 32 này. Số 08 này. Số 21 này. Số 54 này. Số 30 này. Số 49 này. Số 77. Số 06 là đài là Thừa Thiên Huế nha quý vị. Thừa Thiên Huế nha. 19 tháng 3 chủ nhật nha anh chị. Số 48 nè. Số 24 nè. Số 42 nè. Và số 61 à, anh chị nha. Em đoàn bón ngoài đường nha anh chị. Số này em đưa. Số này em đưa cho anh chị. Hồi tối không có đưa nha anh chị. Tối em ác công chuyện này không có đưa. Em để cái số tài khoản của em đây anh chị. Đó, xé tùm lum này đây. Mấy khách hàng tới ghi số xé tùm lum hết rồi. Đây quý vị, hai địa bàn nha, Viên Ngọc Tài 0968 634 712. Anh chị có nhu cầu mua số hay Zalo các bạn điện cho em nha anh chị. Còn bán ở đường trục quốc lộ 24B nha anh chị. Rồi, cảm ơn quý vị anh chị đã theo dõi video của em nha. Chúc quý vị may mắn phát lộc phát tài nha.